Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Sáu ngày 22 tháng 3 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 14, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16. Nhiều nội dung quan trọng đã được xem xét, quyết định thông qua. Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tín ngưỡng, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên đất đai. Từ ngày 1 tháng 4 tới, Công an thành phố tập trung xử phạt với mức cao nhất đối với các trường hợp dừng đỗ xe ô tô không đúng quy định tại các điểm có nguy cơ gây tai nạn giao thông và các xe ô tô đỗ trên vỉa hè dành cho người đi bộ. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, tại khu lưu niệm Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng ở thôn Đại Độ, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, đoàn đại biểu thành phố do đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng làm trưởng đoàn đã tới dâng hương tưởng niệm 44 năm ngày mất của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, 30 tháng 3 năm 1980, 30 tháng 3 năm 2024. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu thành phố đã thành kính dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, vị lãnh tụ của giai cấp công nhân Việt Nam, người đã dành trọn cuộc đời mình đối với sự nghiệp cách mạng vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người Việt Nam đầu tiên được nhận giải thưởng Lenin vì hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc và là người Việt Nam đầu tiên được trao tặng huân chương sao vàng, huân chương cao quý nhất của nước ta vào tháng 8 năm 1958. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao đẹp của Bác Tôn là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, sự trung thành tận tụy với sự nghiệp cách mạng, tinh thần anh dũng bất khuất, đức tính khiêm tốn giản dị, tình thương yêu đồng chí, đồng bào, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và tình đoàn kết quốc tế vô sản. Vinh dự cho thành phố Hải Phòng và huyện Tiên Lãng đã lưu lại rất nhiều kỷ niệm, nhiều dấu ấn sâu sắc về Bác Tôn. Sinh thời, Bác đã về đây công tác, làm việc cùng đồng bào, con em miền Nam tại nông trường Quý Cao và luôn dành tình cảm đặc biệt của mình cho đồng bào, nhân dân thành phố Cảng. Tri ân công lao to lớn của Bác Tôn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng sẽ nỗ lực không ngừng, quyết tâm xây dựng thành phố ngày càng văn minh giàu đẹp. Thưa quý vị, sáng nay, dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Văn Lập, Hội đồng Nhân dân thành phố khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 14, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16. Dự kỳ họp có các đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Định hướng đến năm 2020. Tại kỳ họp, sau khi nghe đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố trình bày các tờ trình, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách, Ban Đô thị, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố về các nội dung trình tại kỳ họp, thảo luận tại hội trường, các đại biểu thể hiện sự nhất trí với nội dung trên, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của các dự án mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần thu hút đầu tư, nâng cao năng lực vận tải, chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương và mong các dự án sớm được triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ đáp ứng mong mỏi của cử tri và nhân dân thành phố. Trong phiên thảo luận, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Tài chính, Xây dựng đã phát biểu giải trình về các vấn đề mà các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố quan tâm. Hội đồng Nhân dân thành phố biểu quyết thông qua các nghị quyết gồm phương án sử dụng nguồn thưởng vượt dự toán thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương và đầu tư trở lại theo cơ chế đặc thù năm 2022. Điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2022. Cho ý kiến về việc ban hành danh mục lĩnh vực địa bàn ưu đãi xã hội hóa và quy định mức miễn giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa, sử dụng đất tại khu vực đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Hỗ trợ kinh phí xây dựng trạm kiểm tra giám sát trên sông Vịnh thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Phòng. Điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất, mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2024. Chương trình phát triển đô thị thành phố Hải Phòng định hướng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.
chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sau các bến cảng số 3 đến số 6 khu bến cảng Lạch Huyện. Cho ý kiến đối với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu. Chủ trương đầu tư dự án xây dựng doanh trại và nơi neo đậu tránh trú cho các tàu thuyền thuộc Hải đội Dân quân Thường trực và nghị quyết về bổ sung số người làm việc và điều chỉnh số hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập thuộc thành phố năm 2024. Kỳ họp cũng thực hiện miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3, Nguyễn Hoàng Long, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo, Bùi Hùng Thiện, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Đồ Sơn, Đỗ Văn Bình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố. Thực hiện bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí Phạm Tuyên Dương, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Tư pháp, Trần Huy Kiên, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Cao Lân, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bùi Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bùi Thị Hồng Vân, Ủy viên Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố đã trúng cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Văn Lập ghi nhận các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu rất kỹ các vấn đề, phát biểu thảo luận sôi nổi, tham gia nhiều ý kiến sâu sắc, trách nhiệm vào các nội dung của kỳ họp. Đồng chí nhấn mạnh: đây là những nghị quyết hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh thành phố và công tác nhân sự theo luật định. Để các nghị quyết được triển khai hiệu quả, Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị ngay sau kỳ họp này, Ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện theo đúng tính chất cấp thiết của các nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các ban Hội đồng nhân dân thành phố, các tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tập trung giám sát chặt chẽ quá trình triển khai để bảo đảm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và đúng các nội dung nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Văn Lập trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Thành ủy, Thường trực Thành ủy, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, sự chuẩn bị và phối hợp chặt chẽ của Ủy ban nhân dân thành phố, các ban Hội đồng nhân dân thành phố, các sở ngành cơ quan giúp việc của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố đã góp phần để kỳ họp thứ 14, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Sáng nay tại đường Thế Lữ, phường Hạ Lý, Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hướng tới chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thể thao Việt Nam. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam và gần 1.000 cán bộ, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh và nhân dân quận. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân là hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao sức khỏe, giáo dục phát triển con người toàn diện. Để đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức và nhân dân quận Hồng Bàng thường xuyên tham gia tập luyện thể dục thể thao, nâng cao thể chất, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong quần chúng, góp phần xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh. Những năm qua, quận Hồng Bàng luôn là đơn vị đi đầu trong phong trào thể dục thể thao của thành phố. Đặc biệt, phong trào thể dục thể thao quần chúng như đi bộ, chạy, thể dục dưỡng sinh, thể dục buổi sáng đã thu hút ngày càng đông đảo nhân dân trong quận tham gia. Nhiều địa điểm đã và đang trở thành nơi vui chơi, rèn luyện sức khỏe cho nhân dân như giải trung tâm thành phố, phố Tam Bạc, phố Thế Lữ, khu đô thị Vinhome. Sáng nay tại kỳ họp thứ 14, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16, Hội đồng nhân dân đã biểu quyết thông qua tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố về bổ sung biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước và điều chỉnh số hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc thành phố năm 2024. Đây là việc rất cần thiết, cấp bách, đáp ứng yêu cầu thực tế, khắc phục một phần tình trạng thiếu giáo viên tại các trường học hiện nay. Trường Trung học phổ thông Kiến Thụy, nhà trường có 1.600 học sinh, biên chế vào 37 lớp của 3 khối là 10, 11 và 12.
Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhà trường hiện đang thiếu 6 giáo viên của hai bộ môn là âm nhạc và mỹ thuật. Trường Trung học Thông Kiến Thụy năm học 2023-2024 thì trường tăng 2 lớp, thì trong khi đó số biên chế của các trường thì vẫn là như năm cũ, thiếu 6 biên chế. Đặc biệt là trong 2 năm gần đây là thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì nhiều bộ môn thì vẫn còn thiếu và không có, ví dụ như là môn âm nhạc và mỹ thuật. Quận Ngô Quyền, 56 cơ sở giáo dục, trong đó 31 cơ sở giáo dục công lập với khoảng 38.000 học sinh. Theo chỉ tiêu phân bổ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với số lượng học sinh như trên, số giáo viên tương ứng là 1.606 giáo viên. Tuy nhiên, trên thực tế, số lượng giáo viên hiện có tại quận mới chỉ đáp ứng 88% nhu cầu cho hoạt động dạy và học của các bậc học từ mầm non đến trung học cơ sở. Theo chỉ tiêu của phân bổ thì chúng tôi phải có 1.606 giáo viên. Tuy nhiên thì năm 2024 thì chúng tôi được giao là 1.418, tức là 88%. Và chúng tôi cần đáp ứng khoảng hơn 200 giáo viên thì mới đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trước thực trạng thiếu giáo viên của hầu hết các bậc học trên toàn thành phố, trong tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố tại kỳ họp thứ 14, kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 đã đề xuất giao bổ sung 1.174 biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách và 732 hợp đồng lao động. Như vậy, số người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2024 là 28.475 người, tăng 1.906 người, gồm 26.259 biên chế và 2.216 hợp đồng lao động. Và như vậy, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục tăng so với định mức cũ. Sau khi mà được Hội đồng Nhân dân thành phố phân bổ lần này, thì về cơ bản thì các cơ sở giáo dục là đảm bảo được cái số lượng giáo viên, số người làm việc theo cái định mức quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và theo cái tính toán thì mức bình quân là các cơ sở giáo dục là đảm bảo là trên 95% cái số lượng giáo viên theo định mức. Điều này tuy chưa giải quyết triệt đề, song đã gỡ nút thắt cho các cơ sở giáo dục trong việc phân bổ lại đội ngũ giáo viên, cũng như có phương án chủ động ký hợp đồng lao động với những môn chưa có định biên đứng lớp như ngoại ngữ, mỹ thuật, công nghệ. Với cái việc mà giao thêm chỉ tiêu lần này thì phải nói đây là cái sự quan tâm rất là lớn của lãnh đạo thành phố đối với ngành giáo dục và đào tạo. Chúng tôi sẽ có đủ cái lực lượng để thực hiện cái việc giảng dạy và nâng cao được cái chất lượng dạy và học, thực hiện được cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 và đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Tại kỳ họp thứ 14 sáng nay, kỳ họp chuyên đề, các đại biểu đã biểu quyết thông qua tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố, dự kiến kinh phí tăng thêm khoảng 170 tỷ đồng. Như vậy, trước việc bổ sung 1.906 biên chế và hợp đồng giải quyết đáng kể tình trạng thiếu giáo viên, được toàn xã hội đánh giá cao và tin tưởng nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Ủy ban Nhân dân huyện An Dương vừa tổ chức hội nghị đối thoại vận động thuyết phục với 3 hộ thuộc diện cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nút giao khắc mức ngã tư Tôn Đức Thắng máng nước quốc lộ 5 tại xã An Đồng. Để thực hiện dự án, Ủy ban Nhân dân huyện An Dương đã ban hành các thông báo thu hồi đất từ ngày 14 tháng 12 năm 2022, đồng thời tập trung cao chỉ đạo các ngành đơn vị thực hiện các trình tự thủ tục về thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư theo quy định. Dự án thu hồi hơn 24.540m2 của 3 tổ chức và 139 hộ dân. Đến nay còn 3 hộ dân có đất ở liên quan chưa chấp hành bàn giao đất, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án, mặc dù đã được các ban ngành đoàn thể của huyện và xã An Đồng vận động, thuyết phục nhiều lần. Ngày 4 tháng 1 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Dương đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 3 hộ nêu trên và thành lập ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. Có thể nói rằng là trong cái dự án nút khắc mức ngã tư điện và được thành phố giao cho huyện làm công tác giải phóng mặt bằng, thì đến nay này chúng tôi đang ở cái giai đoạn cuối trong công tác giải phóng mặt bằng. Hiện nay duy nhất chỉ còn 3 hộ đất hành lang, thì chúng tôi sẽ quyết tâm vận động để các cái hộ dân này sẽ bàn giao mặt bằng cho
hội đồng bồi thường chúng tôi bàn giao cho chủ đầu tư và các nhà thầu thi công theo cái kế hoạch trình quốc gia. Trong tháng 3 này chúng tôi sẽ thực hiện cái công tác đối thoại và thực hiện, nếu các hộ dân vẫn cố tình thì hội đồng bồi thường chúng tôi sẽ báo cáo các cấp để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để phục vụ cho cái công tác bàn giao mặt bằng cho dự án này. Tại hội nghị ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tổ chức đối thoại vận động thuyết phục đối với các hộ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên, chỉ có đại diện hộ ông Vũ Khắc Bảy tham dự và chấp hành bàn giao đất. Lãnh đạo Ủy ban dân huyện An Dương đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục giải quyết các thủ tục chi trả tiền cho hộ gia đình ông Vũ Khắc Bảy, đồng thời giao cơ quan chuyên môn tham mưu tổ chức cuộc làm việc với hai hộ còn lại trước ngày 25 tháng 3. Các đơn vị liên quan khẩn trương tháo dỡ công trình các hộ gia đình đã chấp thuận phương án bồi thường để bảo đảm tiến độ thi công dự án. Dự án cần phải thông tuyến nhanh để bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực này. Nếu các hộ không chấp hành, Ủy ban dân huyện An Dương sẽ thực hiện cưỡng chế giải phóng mặt bằng đối với hai hộ còn lại theo kế hoạch. Thời gian qua, quận Hồng Bàng tập trung xây dựng đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, phê duyệt điều chỉnh 28 đồ án quy hoạch phục vụ thực hiện các dự án công trình trên địa bàn quận. Địa phương cũng chú trọng việc trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có các cơ sở tín ngưỡng. Đình Quỳnh Cư là công trình văn hóa tín ngưỡng tại phường Hùng Vương. Đình được xây dựng từ thời Lê Mạc, cuối thế kỷ 16. Năm 2005, đình được Ủy ban Nhân dân thành phố xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố. Vào dịp tháng 2 âm lịch hàng năm, đình lại tổ chức lễ hội truyền thống. Năm nay, Ban Quản lý Đình Quỳnh Cư được trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cơ sở tín ngưỡng này. Đây là một cơ sở pháp lý để nhân dân chúng tôi làm động lực phát triển, tu tạo, gìn giữ di tích ngày một khang trang sạch đẹp, đáp ứng được sự mong mỏi của nhân dân và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân trong địa phương. Cùng trong tháng 3 này, đình An Trì tại phường Hùng Vương cũng được trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cơ sở tín ngưỡng. Như vậy, trên địa bàn phường Hùng Vương đã có 3 cơ sở tín ngưỡng được trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thì sau khi nhận được cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì trong cái công tác quản lý thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều thuận lợi. Thế từ cái việc là quản lý về đất đai, xây dựng, sau đó là quản lý về hoạt động tôn giáo tín ngưỡng. Cái việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đình thì cũng góp phần vào trong cái việc là bảo vệ cái truyền thống văn hóa của địa phương cũng như là của dân tộc, góp phần vào trong bảo vệ cái nét đặc sắc riêng của phường Hùng Vương. Cùng với 3 địa điểm tín ngưỡng tại phường Hùng Vương, đến nay quận Hồng Bàng đã trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 9 cơ sở tín ngưỡng. Với 7 cơ sở tín ngưỡng còn lại, quận sẽ hoàn thiện thủ tục pháp lý và có hướng giải quyết trong thời gian tới. Từ đầu năm đến nay, ngoài cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tín ngưỡng, quận còn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 4 tổ chức và hơn 80 hộ dân, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên đất đai. Cảng hàng không quốc tế Cát Bi hiện có các tuyến bay kết nối tới nhiều địa phương trong cả nước và quốc tế. Từ năm 2021, thì sản lượng hàng hóa thông qua cảng đã đạt hơn 8.500 tấn. Nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa ngày càng gia tăng, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV đang phối hợp với các bên đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án xây dựng nhà ga hàng hóa. Dự án xây dựng nhà ga hàng hóa Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi do ACV làm chủ đầu tư, quy mô công suất 100.000 tấn hàng hóa một năm và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật. Theo đề nghị của ACV, tháng 7 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Theo đó, diện tích đất dự kiến sử dụng của dự án tăng lên là 86.776 m2. Công suất thiết kế của nhà ga hàng hóa vẫn là 100.000 tấn hàng hóa và có khả năng mở rộng lên 250.000 tấn hàng hóa một năm. Các hạng mục xây dựng gồm nhà ga hàng hóa một tầng, diện tích đất xây dựng là hơn 21.000 m2, bao gồm các khu chức năng, ga hàng hóa, văn phòng, các công trình phụ trợ, kỹ thuật, sân đỗ ô tô trước ga hàng hóa và tuyến giao thông kết nối nhà ga hàng hóa với hệ thống giao thông hiện hữu của thành phố Hải Phòng. Tổng vốn đầu tư của dự án là 725 tỷ đồng. Là chúng tôi sẽ triển khai ngay rồi tất cả các cái thủ tục công tác chuẩn bị đầu tư thì chúng tôi đã hoàn tất, đó là cái việc mà xây dựng cái nhà ga hàng hóa giai đoạn 1 là 100.000 tấn một năm. Thì nếu không có gì thay đổi, các cái thủ tục đất cát mà thành phố hoàn thiện bàn giao cho phía hàng không thì chúng tôi sẽ bắt đầu khởi công vào quý 1 năm 2024 này.
Sự phát triển nhanh chóng của Hải Phòng và dòng vốn FDI đổ về thành phố vừa là điều kiện thuận lợi, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cần phát triển cảng hàng không quốc tế Cát Bi tương xứng với tiềm năng và lợi thế của Hải Phòng. Việc mở rộng nhà ga, bổ sung hệ thống đường lăn, sân đỗ, nhà ga hàng hóa là xu thế tất yếu. Cùng với dự án xây dựng nhà ga hàng hóa cảng hàng không quốc tế Cát Bi giai đoạn 1, ACV cũng đang khẩn trương triển khai thủ tục chuẩn bị cho việc thực hiện các dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 với công suất dự kiến 5 triệu hành khách một năm và dự án mở rộng sân đỗ máy bay giai đoạn 2. Sau khi hoàn thành, các dự án trên sẽ góp phần đảm bảo đồng bộ cho hoạt động khai thác, vận chuyển bằng đường hàng không, phục vụ người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển ngành hàng không đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những tin vắn đáng chú ý. Sáng nay, Bệnh viện Phổi Hải Phòng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, phòng chống bệnh lao thành phố tổ chức meeting hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống lao 24 tháng 3. Năm nay, Ngày Thế giới phòng chống lao tiếp tục lựa chọn chủ đề Yes, we can end TB. Đúng, chúng ta có thể chấm dứt bệnh lao nhằm nhấn mạnh về việc huy động sức mạnh tổng thể, thu hút sự quan tâm, tập trung mọi nguồn lực, sự chung tay của cả cộng đồng nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống bệnh lao. Bệnh lao là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai trên thế giới trong số các bệnh truyền nhiễm chỉ sau COVID-19. Việt Nam là quốc gia đứng thứ 11 trong 30 quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới. Riêng tại thành phố Hải Phòng, hàng năm phát hiện gần 1.700 người bệnh lao các thể, điều trị thành công 90% số người bệnh lao được thu nhận. Hưởng ứng Ngày Nước Thế giới 22 tháng 3 với chủ đề Nước cho Hòa Bình, sáng nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức chuyến khảo sát thực tế tại khu vực Cống Bàng Lai và Quảng Đạt của tỉnh Hải Dương, đầu nguồn sông Dế và một số công trình khai thác sử dụng nước mặt trên các nguồn nước liên tỉnh. Buổi khảo sát nhằm tuyên truyền vai trò quan trọng của tài nguyên nước, sự bình đẳng giữa các tỉnh đầu và cuối nguồn trong việc sử dụng nguồn nước, kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng trong khai thác, bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên nước. Sáng nay, hơn 100 đoàn viên thanh niên, công ty điện lực Hải Phòng tổ chức đạp xe diễu hành hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2024. Với chủ đề tiết kiệm điện thành thói quen và hướng tới các hoạt động trong tháng thanh niên 2024, đoàn diễu hành trên các tuyến đường chính của thành phố nhằm tuyên truyền ý nghĩa của chương trình giờ trái đất và kêu gọi mọi người chung tay tự nguyện tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết trong gia đình từ 20:30 đến 21:30 vào ngày mai 23 tháng 3. Để chuẩn bị cho sự kiện giờ trái đất năm nay, công ty phối hợp với công ty điện chiếu sáng và các đơn vị liên quan đề nghị tắt bớt đèn chiếu sáng trên các tuyến đường trong khung giờ trên, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các địa phương, tổ chức tuyên truyền đến các hộ gia đình, giảm tối đa việc sử dụng điện chiếu sáng và các thiết bị điện trong gia đình. Các cơ quan doanh nghiệp, nhà hàng kinh doanh hạn chế tối đa sử dụng đèn điện chiếu sáng, bảo vệ và trang trí quảng cáo. Thưa quý vị, từ những hành động đơn giản như tắt đèn, tắt các thiết bị điện cần thiết cho đến những mô hình khai thác sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả đang được nhiều hộ gia đình, đơn vị trên địa bàn thành phố thực hiện trong thời gian qua, đã góp phần tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Đây cũng là minh chứng cho thấy ý thức và trách nhiệm của người dân cũng như doanh nghiệp đối với cộng đồng và môi trường đang ngày một nâng lên. Cách đây 5 năm, khi biết nhà nước có chủ trương khuyến khích nhân dân chuyển đổi sang khai thác sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, giảm phát thải, thân thiện môi trường, gia đình anh Nguyễn Xuân Cường, phường Kinh Dương, quận Lê Chân đã đầu tư lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời trên mái nhà. Trung bình mỗi ngày, hệ thống này tạo được 14 số điện, đủ để cung cấp điện năng cho toàn bộ thiết bị điện của gia đình. Có thể tự sản, tự tiêu, gia đình anh Cường không còn phụ thuộc vào nguồn cung của lưới điện quốc gia. Bên cạnh đó, các thành viên trong gia đình luôn có ý thức tiết kiệm điện trong mọi sinh hoạt. Mỗi gia đình chỉ cần một cái tivi thôi, ra rời khỏi nhà tắt đi. Rồi cái tủ lạnh hạn chế ở cái mức độ tích lũy thực phẩm vừa phải thôi, chứ để nhiều vào đấy thì nó cũng vẫn phải là làm lạnh và nó cũng tiêu tốn năng lượng đi thôi. Dùng theo nhu cầu và cái gì mà tiết kiệm được thì chúng ta nên tiết kiệm, rời khỏi nhà tắt điện, tắt các trang thiết bị vừa đảm bảo an toàn, không xảy ra cháy nổ khi mình không có nhà mà vừa góp phần tiết kiệm năng lượng cho đất nước. Với phương châm, tiết kiệm năng lượng là vấn đề sống còn của doanh nghiệp. Bởi đây không chỉ là trách nhiệm đối với môi trường, cộng đồng, mà còn giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh. Và hơn nữa, còn đáp ứng yêu cầu bắt buộc về giảm phát thải khi xuất khẩu. Công ty cổ phần Kim khí Bắc Việt đã thực hiện nhiều giải pháp để tiết kiệm điện trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.
thì công ty cũng đã lựa chọn các cái thiết bị tiết kiệm năng lượng như là các cái động cơ một chiều, động cơ AC sử dụng biến tần, thì và cái hệ thống mà tự động hóa cao để nhằm tiết kiệm điện và giảm cái chi phí lao động, chi phí sản xuất. Giá trị đầu tư ấy thì cũng xác định là sẽ tăng lên từ 5 cho đến 15% so với lại cái đầu tư thông thường, nhưng mà cái giá trị đem lại ấy, thì nó sẽ lâu dài và trung bình mỗi năm sẽ tiết kiệm được từ 5 đến 10% tiền điện. Tiết kiệm điện thành thói quen là những gì mà nhiều người dân doanh nghiệp như anh Cường hay anh Ca đang nỗ lực thực hiện vì lợi ích của chính mình và vì trách nhiệm với cộng đồng, môi trường. Đây cũng là chủ đề của chiến dịch Giờ Trái Đất năm nay được Bộ Công Thương lựa chọn với thông điệp gửi đến cộng đồng. Hãy không chỉ là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường trong một giờ đồng hồ, mà nâng thành thói quen thường xuyên trong suốt 365 ngày. Chiến dịch Giờ Trái Đất ấy, vào thứ bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm thì gia đình tôi cũng luôn luôn ủng hộ tắt điện, rồi là sử dụng những cái trang thiết bị vừa đủ để sinh hoạt. Hàng năm thì công ty cũng có tham gia các cái chiến dịch mà hưởng ứng Giờ Trái Đất, thì cũng tuyên truyền cho toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty, và đặc biệt là công ty thì cũng triển khai là tắt các cái thiết bị mà sử dụng điện không cần thiết, chỉ duy trì những cái dây chuyền mà bắt buộc phải sử dụng. Giờ Trái Đất là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Trong những năm qua, chiến dịch Giờ Trái Đất tại Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì đã thu hút sự quan tâm hưởng ứng của 63 tỉnh, thành phố cùng hàng triệu người dân ở mọi tầng lớp khác nhau. Cùng cả nước, thành phố Hải Phòng cũng tích cực phát động, vận động, tổ chức hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất qua các năm. Theo thống kê, hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất trong một giờ đồng hồ, hàng năm, thành phố tiết kiệm được khoảng 70.000 kWh, tương đương với giảm khoảng 50 tấn carbon. Đoàn ca múa Hải Phòng vừa tổ chức khai trương chương trình ca múa nhạc Ngô Thụy Miên, Người Viết Tình Ca. Đây là chương trình thuộc đề án sân khấu truyền hình Hải Phòng số tháng 4. Chương trình gồm hai phần. Phần 1 có tên gọi Riêng Một Góc Trời là những câu chuyện về tình yêu lứa đôi. Và phần 2 với tên gọi Mắt Biếc là những câu chuyện về sự trong sáng hồn nhiên trong đôi mắt đã làm tâm hồn chàng trai rung động, nhớ mãi không quên. Thông qua chương trình ca múa nhạc Ngô Thụy Miên, Người Viết Tình Ca nhằm xây dựng nên một chân dung con người nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, một người con của quê hương Hải Phòng, tài hoa giản dị, khiêm cung và cũng hết mực thủy chung sâu sắc. Với cái thời gian trong cái giai đoạn xã hội như bây giờ thì mình để làm mới được những cái ca khúc nhưng vẫn giữ được cái tinh thần tình cảm với cái sự sâu sắc của cái thông điệp nhạc sĩ truyền tải thì mình phải làm mới, phải văn minh, thứ nhất là về vai trò âm nhạc. Còn về góc độ sân khấu, các cái nghệ thuật sân khấu thì ekip sáng tạo của chúng tôi cũng sẽ có những cái đề co sân khấu, những cái thiết kế mỹ thuật về sân khấu văn minh nhất, sang trọng nhất. Để kể những câu chuyện về người nhạc sĩ tài hoa gắn với các ca khúc của ông, giúp dẫn dắt khán giả hiểu hơn về Ngô Thụy Miên là việc không hề dễ dàng, nhất là khi phải vừa đáp ứng được thị hiếu khán giả hiện đại, vừa phải giữ được cái tình và sự lắng đọng trong các sáng tác của Ngô Thụy Miên. Điều quan trọng đầu tiên là cái chất liệu âm nhạc, là những cái bài hát của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên là những cái bài hát mà rất là tình cảm, với giai điệu hay và cái sự sang trọng trong cái âm nhạc đó, và những cái lời ca cũng rất là nên thơ. Và tôi nghĩ rằng là đấy là những cái điều cần phải tuân thủ. Cái dàn dựng phối khí thực chất nó là khoác lên cho những cái bài hát đã sống với nhiều thế hệ đó, một cái hình thức mới, một cái hình ảnh mới. Chương trình ca múa nhạc Ngô Thụy Miên, Người Viết Tình Ca hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những giây phút thăng hoa cảm xúc cùng âm nhạc. Chương trình được công diễn và truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng, các nền tảng số của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hải Phòng vào cuối tháng 4 tới. Sự gia tăng nhanh chóng các phương tiện cá nhân, trong đó có ô tô, trong khi hạ tầng chưa theo kịp, đang đặt ra bài toán khó cho việc giải quyết tình trạng xe đậu đỗ tràn lan trên lòng đường, vỉa hè, khu vực trung tâm thành phố.
gây mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị cho chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn quản lý lĩnh vực này. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Trên các tuyến phố, từ phố trung tâm, đường rộng, bến ngõ phụ, đường hẹp, về hè, đâu cũng có thể trở thành vị trí đỗ xe. Xe ô tô là đỗ rất là vô tội vạ, đỗ hết trên vỉa hè, người già trẻ con đi bộ dưới đường lòng đường đấy, nên là đường thì đường đông chật hẹp cho nên hay dễ bị tai nạn. Có những cái ô tô như là người ta gọi, ví dụ như người ta nhìn thấy rồi sai phạm rồi người ta gọi nhưng mà không thấy ra. Theo thống kê, trong những năm gần đây, tốc độ tăng số lượng xe ô tô trên địa bàn thành phố trung bình từ 8 đến 10% một năm. Chỉ tính trên địa bàn 3 quận là Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân đã có gần 25.500 xe con, xe dưới 9 chỗ đăng ký. Việc đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố hiện nay có những diễn biến phức tạp, đặt ra bài toán bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông ở khu vực này. Chúng tôi tham mưu cho thành phố để yêu cầu siết chặt cái việc quản lý các cái điểm đỗ xe mà tự phát, cũng như là cái việc nhân dân tự đỗ ở cái lòng đường, để chúng ta quy hoạch, đã tổ chức quy hoạch 19 điểm đỗ xe tập trung ở thành phố. Và thành phố cũng có cái cơ chế chính sách để khuyến khích các nhà đầu tư để xây dựng các cái bãi đỗ xe, đảm bảo cái chỗ người dân có thể vào cái bãi đỗ xe, chứ không đỗ xe ở lòng đường. Việc đỗ xe không đúng quy định là hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ. Mức xử phạt tối đa đối với hành vi này là 1 triệu đồng một trường hợp. Nếu dừng xe đỗ xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông, sẽ xử phạt ở mức cao nhất là 12 triệu đồng một trường hợp, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đến 4 tháng. Những thông tin về dự báo thời tiết ngay sau đây sẽ khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin và chương trình thời sự tiếp theo. Dự báo thời tiết thành phố Hải Phòng đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm từ 90 đến 95%. Phía bắc thành phố nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm từ 90 đến 95%. Phía nam thành phố nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm từ 90 đến 95%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hứng nắng, gió đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ, đêm và sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều hứng nắng, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Khu vực Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5.